Đã có nhiều lần tôi xem một video nào đó và tự hỏi rằng tại sao cái đứa này lại nổi tiếng nhỉ? Nó chả có tài năng gì và toàn làm trò hề và chẳng có chuyên môn nghề ngỗng gì, thế mà nó vẫn nổi tiếng. Đó là một cái nhìn thiển cận của tôi vì tôi chưa hiểu rằng có sự khác biệt giữa những người nổi tiếng vì họ giỏi trong nghề và những người giỏi trong nghề nổi tiếng. Nghề nổi tiếng là gì? Sự khác biệt đấy là gì? Và nhiều khía cạnh khác về sự nổi tiếng là nội dung chính của American Meme. Bộ phim cũng giải thích lý do mà giờ đây content bẩn, livestream xàm xí, khoe làm cho đần độn, phát ngôn gây sốc, xuất hiện nhàn nhản và trở thành trào lưu trên mạng. Phim làm điều đó bằng cách khai thác câu chuyện của Paris Hilton, Brittany Ferlin, Fat Jewish, Kirill và DJ Khaled. 5 người nổi tiếng theo 5 cách khác nhau và xử lý sự nổi tiếng đó theo 5 cách khác nhau. Đầu tiên thì phim mang đến câu chuyện của Paris Hilton. Cô không được sinh ra với IQ 200, nhưng tổng tài sản của ông nội cô thời đó là 1 tỷ đô. Và nghiễm nhiên thôi, cô nổi tiếng từ rất sớm. Vào năm 2003 thì một clip mây mưa của cô với bạn trai bị leak ra. Nhiều người tưởng rằng đấy là cái ngày mà tên của cô biến mất khỏi các mặt báo. Nhưng cuối cùng, cô lại tận dụng điều đấy và làm mình nổi tiếng hơn nữa. Người tiếp theo là Brittany Ferlin, nổi lên nhờ làm Vine. Cho ai chưa biết thì Vine là TikTok của những năm 2012, nhưng mà ngắn hơn, bạn chỉ có 6 giây để làm người ta thích thú. Brittany từng là ngôi sao hàng đầu của Vine, nhưng mà rồi cô dần bị vượt mặt bởi những tài năng trẻ như là Pike hay là Lele Pons. Và khi Vine đóng cửa, Brittany còn lại gì? Nhân vật thứ ba là The Fat Jewish, một nhân vật nổi lên từ meme, từ những trò đần độn, hình ảnh gây sốc, phốt ăn cắp ý tưởng liên tục. Nói chung là content bẩn, nhưng Fat Jewish được bắt tay với Obama làm content sạch thì có được thế không? Thứ tư là Kirill, ông hoàng hộp đêm, người mang lễ hội té nước của Thái đến tất cả quán bar. Nhiều người nhìn vào sẽ nhận xét ngay là sự nổi tiếng của anh đến từ thói dâm loạn, coi thường phái nữ, chổng mông và thuần phong mỹ tục. Nhưng bạn nghĩ sao nếu tôi bảo rằng thực ra Kirill lại là con ngoan của mẹ và đang cố hết sức để mà sống một cuộc đời bình thường, còn hình ảnh của anh trong các hộp đêm chỉ đơn thuần là công việc. Người cuối cùng là DJ Khaled, chuyên gia trà đĩa, nhà sản xuất âm nhạc. DJ Khaled thì đi lên từ tài năng, với tham vọng luôn đi đầu, dẫn trước cả trend trên mạng xã hội và có cho mình sự nổi tiếng bền vững, khác hẳn với kiểu nổi tiếng nhất thời. Nổi tiếng nhất thời là cái kiểu mà một người nổi tiếng sau một đêm xong rồi vụt lên như một drama nào đấy, cái phát ngôn hơi đần, được 1-2 tuần xong rồi biến mất vào kho tàng meme của nhân loại. Quay trở lại với 5 người nổi tiếng kia, thì bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của từng người. Tôi sẽ không nhồi nhét ý tưởng gì cho bạn, mà bạn chỉ việc nghe chuyện và tự ngẫm. Bắt đầu với Paris Hilton, cô có hơn 50 triệu người theo dõi trên khắp các nền tảng và 30 con chó chạy khắp nhà. Paris Hilton trở thành ước mơ của trẻ nhỏ, là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phái nữ, và là nhân vật mà mấy thằng sim lỏ in lên gối trước khi gái 2D xuất hiện. Lớn lên trong một gia đình giàu có và danh giá, nên là Paris lúc nhỏ chịu sự quản thúc khá là nghiêm ngặt từ bố mẹ. Cho đến khi 15 tuổi, gia đình cô chuyển đến New York thì danh tiếng, tiệc tùng lúc này dần đến với Paris. Cô bắt đầu lén đi làm mẫu ảnh, chụp những bức ảnh khiến mẹ cô tái cả mặt. Paris bắt đầu đứng ở cương vị mới, party girl hở girl trên khắp các tạp chí. Cô đã thành công thoát ra khỏi cái bóng của dòng họ và phủ sóng hình ảnh của bản thân lên Hollywood. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước chân lên sóng truyền hình, Paris Hilton gặp một cú hích siêu lớn. Bạn trai của cô tung ra clip 5 phút không che One Night in Paris. Nó trở thành miếng mồi cho báo chí sâu xé, paparazzi bâu lấy cô như ruồi. Cú sốc này quật ngã Paris Hilton một thời gian, mà theo như cô miêu tả thì nó cảm giác như là bị cả xã hội hít bằng ánh mắt vậy. Nhưng nó cũng mang lại cho cô một cơ hội, đấy là sự quan tâm rất lớn của truyền thông. Giống như cách mà tôi quan tâm đến tai nghe One Audio F2, tai nghe True Wireless Stereo đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, với chất âm chuẩn DJ, nhịp bass sống động, thiết kế đẹp mắt với họa tiết đĩa than, pin thì lên đến 40 tiếng, sạc một lần nghe cả thanh xuân, hàng chất lượng mà giá chỉ có 590k được bảo hành 12 tháng. Anh em kéo xuống dưới phần mô tả và bình luận, nhấn vào link để nhận thêm voucher giảm giá 50k ngay và luôn. Mua đê. Quay trở lại với Paris, thì sau khi vướng scandal clip, cô quay trở lại với hình ảnh nóng bỏng gấp đôi, mở ra đế chế quảng cáo đồ ăn mà người xem muốn ăn luôn cả người đóng, và thay đổi hoàn toàn cách làm quảng cáo lúc bấy giờ. Đời sống của Paris bây giờ mở ra hoàn toàn cho nàng paparazzi. Cô lấy đời tư là món ăn vặt cho công chúng, đến mức mà cô ám ảnh với tiếng chụp ảnh. Nhưng nhờ thế mà Paris Hilton nổi tiếng vượt qua cả đỉnh cao quá khứ. Cô bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực khác như là kinh doanh thời trang và nước hoa, nơi mà hàng hóa được định giá theo danh tiếng người bán, như là diễn xuất, nơi mà phim chỉ dùng hình ảnh của Paris cho chiến dịch quảng cáo, như là trà đĩa, mặc dù trà không hay lắm, nhưng Paris trở thành một trong những DJ được trả lương cao nhất, chỉ bởi vì cô là Paris Hilton. Tưởng chừng như đã có tất cả, nhưng Paris Hilton lại không thể có thứ mà nhiều người có, đấy là một người chồng và những đứa con. Bởi vì Paris bị kẹt với hình tượng trẻ trung, sexy, độc thân, thứ đã đưa cô đến vị trí hiện tại. Nó là cái persona bất di bất dịch. Việc lấy chồng có con đi ngược lại hình tượng đó. Những hình ảnh mà Paris Hilton xây dựng từ lúc trẻ đã là cốt lõi phát triển, đưa cô vượt qua cả drama và thẳng tiến đến thành công. Nhưng giờ nó lại biến thành cái phòng giam xa hoa hạng nhất, trói buộc cô với sự phù phiếm. Giờ là đến câu chuyện thứ hai của Brittany Ferlin,
người sáng tạo nội dung số 1 của Vine. Ở thời đỉnh cao, Brittany xuất hiện trên mọi show truyền hình, lọt top 30 những người có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Brittany thì không có gia thế khủng như là Paris Hilton, mà là kiểu người vươn lên từ hạt gạo. Brittany có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, gia đình không hạnh phúc, đi học bị bắt nạt, thậm chí có thời gian bị trầm cảm. 17 tuổi, cô rời nhà lập nghiệp, đi theo nghề diễn thì cũng chật vật để mưu sinh. Cho đến khi mà Vine xuất hiện, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Brittany vụt sáng trở thành ngôi sao, ngồi chiếm trệ trên vị trí Viner số 1 lúc đó. Cô cực kỳ nghiêm túc với việc làm Vine, coi việc đóng video 6 giây là diễn xuất thực sự. Nhưng bất kể có đầu tư đến đâu cho vai diễn thì cũng bị Beck hay là Lele Pons, những người chỉ đơn giản là đóng hài, hài lố, vượt mặt. Content của Brittany thì bị lạc trend, bị chê là racist, người xem bắt đầu quay lưng, anti-fan rầm rộ lập group chửi rủa. Dần dần người ta chỉ nhớ đến Brittany như một hoa hậu đã mất đi vương miện. Nhưng mà ít ra thì lúc đấy cô vẫn có việc. Cái ngày mà Vine đóng cửa thì thảm họa mới thực sự bắt đầu. Người ta bảo rằng là không nên cho hết trứng vào một giọ, nhưng mà Brittany lại dồn hết sự nghiệp vào Vine. Giờ ứng dụng này chim cút thì cô lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cái khó là lúc đấy chẳng ai coi việc diễn trên Vine là một vai diễn cả. Brittany nhận ra cái mà cô làm bị coi là một trò giải trí. Video ngắn thời đó là một mảng hoàn toàn mới. Không ai công nhận việc làm video ngắn là một nghề cả. Thậm chí đến bây giờ, với sự phát triển của TikTok, TikToker vẫn chưa chính thức được coi là một nghề. Brittany không thể làm lại cuộc đời như Paris, trừ khi dùng bảo bối Doraemon. Brittany không có sự chú ý truyền thông, cũng chả có quá nhiều mối quan hệ hay là có ai chống lưng. Brittany giờ sống trong sự ăn mày quá khứ và chán nản với hiện tại. Thế mới bảo đời là thế thôi, giàu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ chẳng còn một ai, nhưng thoát khỏi áp lực của sự nổi tiếng cũng là cái lợi. Đấy là Brittany thoải mái yêu đương và hạnh phúc với một nghệ sĩ có ngoại hình khá bặm trợn và hơn cô cả giáp, mặc kệ cho cộng đồng mạng xỉa sói và xấu tính kiểu gì. Cô tin rằng cô đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Bài học từ câu chuyện của Brittany là nếu muốn nổi tiếng từ mạng xã hội thì luôn phải bắt kịp xu hướng. Bạn out trend thì bạn out khỏi cuộc chơi. Câu chuyện tiếp theo là về The Fat Jewish. Anh này bắt đầu nổi lên từ việc đăng mấy cái hài hài lên mạng. Thế là cũng đủ để mà Jewish chen chân vào vài sự kiện thảm đỏ, chụp ảnh cùng Obama mà không phải vì lý do ung thư. Thần tượng của The Fat Jewish chính là Paris Hilton. Anh học cách thu hút sự chú ý của truyền thông từ cô. Và trong ba content quyền lực thống trị mạng xã hội là sốc, xến, thì The Fat Jewish bắt đầu con đường làm content gây sốc, gây tranh cãi, như là cosplay ảnh khỏa thân, trượt trên phô mai để lao xuống bể suất cà chua, mặc tá chạy xuống phố. Nhưng mà giới trẻ lại thích những trò điên khùng như vậy. Các nhãn hàng bắt đầu tìm đến The Fat Jewish, trả cả nghìn đô chỉ để anh đăng một dòng tweet. Khi đã trở nên giàu có thì The Fat Jewish không cần cởi đồ nữa. Anh chuyển qua làm content sốc về tiền, như là kiểu người đầu tiên bấm chuông cửa được 10.000 đô. Và rồi một ngày drama đến bấm chuông cửa nhà The Fat Jewish. Anh bị tố ăn cắp bài đăng trên Instagram, rồi tự xưng là thánh meme, chúa tể hủy diệt nụ cười. Đã thế là còn kiếm được tiền, được hợp đồng từ đó. Cộng đồng mạng bắt đầu lên án kịch liệt, làm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Cộng đồng mạng càng cãi nhau thì The Fat Jewish càng được biết đến, và chẳng có ai đứng ra kiện anh chỉ vì một cái meme của họ bị lấy cắp. The Fat Jewish chỉ cần lên tiếng xin lỗi và tiếp tục lấy meme lung tung, ai nói gì cho credit vào ngay tức khắc. Thế là xong. Jewish nhận ra tầm ảnh hưởng của bản thân. Chỉ cần anh nói rằng đã làm ra giày từ rau cải là đã có hàng trăm người liên hệ hỏi xem mua ở đâu. Thế là Jewish bắt đầu kinh doanh bán đồ, tổ chức sự kiện và vẫn đang tiếp tục thành công. Cách The Fat Jewish nổi tiếng không hề sạch sẽ theo nhiều mặt, nhưng anh lại rất thành công. Lý do là bởi vì Jewish biết mạng xã hội muốn gì, luôn sẵn sàng thay đổi bắt trend và xử lý truyền thông cực tốt. Thế nên là anh đã trụ vững trong ngành công nghiệp và sống khỏe trường tồn. Bây giờ, sang câu chuyện của Kirill. Anh này bắt đầu với ước mơ làm họa sĩ Disney, nhưng mà làm họa sĩ thì thành công lâu quá. Kirill quyết định chuyển sang theo đuổi hài độc thoại và chụp ảnh cùng với những nghệ sĩ. Thế là anh lại bén duyên với nghề thợ nháy, bởi vì mấy ai mà chụp được ảnh Kanye cười chứ. Kirill bắt đầu đi chụp ảnh trong quán bar và bắt được khoảnh khắc đổ bia để đời. Nó nhanh chóng trở thành biểu tượng của các hộp đêm. Họ đến đây không phải là để nghe nhạc, mà là để say xỉn, vui vẻ và có chút kỷ niệm nhớ đời. Và qua tấm ảnh này, họ biết rằng Kirill là người có thể cho họ điều đó. Thế là anh trở nên nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng gắn liền với sự dâm dục đến mức mà Instagram phải khóa hơn chục tài khoản của anh. Sự nổi tiếng của Kirill cũng không lo lỗi thời, nhưng mà nó cũng nhiều mặt xấu nhất. Khi mà anh nhận ra bản thân đã 30 tuổi mà vẫn phải mặc đồ con bò, làm trò con bò để cho bọn sinh viên đại học vui vẻ. Nghe cuộc đời có vẻ vô nghĩa phết. Cái thứ hai là anh khó lập gia đình. Rất nhiều cô gái vây quanh Kirill, nhưng tất cả chỉ muốn làm với sự nổi tiếng, như kiểu đó là một thành tựu của đời họ, chứ chẳng ai muốn nghiêm túc với anh. Tiếp theo là vấn đề sức khỏe. Lịch trình làm việc của anh dày đặc, sáng thì di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, ngày nào cũng say xỉn rượu chè xuyên đêm. Chẳng ai có thể khỏe mạnh với cái nếp sống như thế cả. Nhưng công việc này là thứ duy nhất mà anh làm trong suốt tuổi trẻ, nên là giờ Kirill không có lựa chọn nào khác ngoài việc bám lấy công việc này để kiếm sống. Dù việc đầu tiên anh làm khi thức dậy mỗi sáng là nguyền rủa bản thân mình,
Và câu chuyện cuối cùng là về DJ Khaled. DJ Khaled không nổi tiếng nhờ mạng xã hội, anh nổi tiếng nhờ tài năng và nỗ lực trong lĩnh vực âm nhạc. Đây có lẽ là cái sự khác biệt lớn nhất với bốn người còn lại. Đương nhiên là nổi tiếng bằng truyền thông thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà Khaled thì mất chục năm mới đạt được vị trí như thế. DJ Khaled nổi tiếng và dùng mạng xã hội để nổi tiếng hơn. Anh nắm được tâm lý của đa số người dùng, đó là họ tò mò đời sống người nổi tiếng như thế nào, gia đình người nổi tiếng ra làm sao. Nhưng anh không như Paris Hilton, show hết mọi thứ cho paparazzi. DJ Khaled chỉ chia sẻ những khoảnh khắc thú vị, thế nên là mọi người hâm mộ chính DJ Khaled, chứ không phải là một hình tượng nào đó được tạo ra. Anh biết cách tạo ra content sốc, nhưng mà nó lành mạnh, như là kiểu để tên con trai bé tí còn chưa biết nói làm nhà sản xuất cho album Grateful, vừa khiến album của anh được chú ý, vừa lót đường cho cậu con trai của anh vào showbiz. Sự nổi tiếng này gần như không đem lại tác hại gì cho DJ Khaled, ít nhất thì phim nói thế. Anh được làm chính mình, có một gia đình hạnh phúc, có sức khỏe ổn định, ít nhất thì nhìn không giống làm việc quá sức. Sự cố gắng, nỗ lực cùng với khả năng bắt trend mạnh, tạo trend mạnh chắc chắn sẽ giúp DJ Khaled duy trì sự nổi tiếng này dài dài. Và kể cả khi hết thời thì con của anh cũng đã chen chân vào showbiz rồi cơ mà. Đó là câu chuyện về 5 người khác nhau, nổi tiếng bằng 5 cách khác nhau và xử lý sự nổi tiếng của mình theo 5 cách khác nhau. Bạn nghĩ gì về họ, về sự nổi tiếng? Có phần comment để bày tỏ đấy bạn ơi. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.